bảng Peru từng đánh bại Colombia 2, một nhưng đội bóng ba màu, biệt danh của tuyển Colombia khát khao phục thù và có thể trả nợ thành công khi hai đội gặp lại nhau trong trận tranh hạng ba Copa America, trận tranh hạng ba thường không được chờ đợi, như trận chung kết bởi đó là cuộc đối đầu giữa hai cái thất bại ở bán kết nhưng với các đội bóng Nam Mỹ, những người luôn chơi bóng với tất cả đam mê, nhiệt huyết, khát khao thì trận nào họ cũng cháy hết mình. Ở bán kết Peru thua tối thiểu ứng viên vô địch số 1 Brazil 01 còn Colombia thậm chí tiếc nuối hơn nữa khi họ chỉ thất bại trước Argentina của Messi trong loạt sút luân lưu may rủi do thủ thành Emiliano Martinez của đối thủ chơi quá xuất sắc. Peru khởi đầu hành trình Copa America của họ bằng thảm bại không đến 4 trước Brazil trong trận gia quân ở bảng B. Nhưng các học trò huấn luyện viên Zicardo Gazeca đã kịp trở lại sau đó. Đầu tiên họ đánh bại chính Colombia 2-1 một chiến thắng có phần may mắn nhờ pha lập công của Sergio Pena và pha phản lưới của Iezimina. Peru sau đó để Ecuador cầm hòa 2-2 và thắng sát nút Venezuela 1-0. Ở tứ kết, Peru hòa Paraguay 3-3 trước khi đánh bại đối thủ 4-2 trong loạt sút luân lưu để giành quyền vào bán kết gặp Brazil và thua sát nút 0-1. So với Peru, hành trình Copa America của Colombia ấn tượng hơn. Họ mở màn chiến dịch của mình bằng chiến thắng 1-0 trước Ecuador. Đội đã cầm hòa Peru 2-2. Như đã biết, Colombia sau đó thất bại một, hai chức chính Peru, một thất bại có phần do họ đen đủi. Colombia cũng để thua chủ nhà Brazil với cùng tỷ số 1, hai nhưng đó là trận đấu họ phòng ngự cực kỳ khó chịu và phản công khá sắc bén khiến đương kim vô địch Copa America phải toát mồ hôi mới có được 3 điểm. Ở tứ kết, Colombia cầm chân Uruguay của Suarez và Cavani không đến không trước khi đánh bại đối thủ ở loạt sút luân lưu sau khi Juvan Zapata, Son Sanchez, Mina và Miguel ra không mắc sai lầm nào trên chấm 11 mét. Ở bán kết, Colombia lại khiến một ứng viên vô địch khác là Argentina gặp vô vàn khó khăn bất chấp có siêu sao Lionel Messi trong đội ngũ. Argentina bị cầm hòa 1-1 một. Một trong 120 phút thi đấu và chỉ có thể vượt qua Colombia ở loạt sút luân lưu nhờ tài cản phá xuất thần của thủ môn Emiliano Martinez. Nếu so sánh hành trình của Peru và Colombia ở Copa America năm nay và phong độ hai đội thể hiện thì rõ ràng những gì Colombia làm được ấn tượng hơn nhiều so với đối thủ của họ. Trong khi Peru chỉ gặp một đối thủ lớn là Brazil thì Colombia đã trải qua 3 trận đấu hạng nặng với những đối thủ mạnh, sở hữu những ngôi sao tấn công xuất sắc trong đội ngũ là Brazil, Argentina và Uruguay. Trong 3 cuộc chiến với các đội này, Colombia trận nào cũng chơi hay, phòng ngự rất chắc chắn. Họ chỉ thua Brazil 1, hại vào phút chót, chặn đứng được hai mũi nhọn nguy hiểm của Uruguay là Cavani, Suarez và đánh bại Uruguay ở loạt luân lưu tại tứ kết. Colombia cũng hạn chế tốt mối hiểm họa từ Messi của Argentina ở bán kết và chỉ để thua Argentina 2, 3 trong mặt luân lưu. Với những gì hai đội đã thể hiện, có lý do để tin rằng thất bại 1, 2 của Colombia trước chính Peru ở vòng bảng không nói lên gì nhiều. Nếu trong cuộc tái đấu này, Colombia chơi đúng phong độ của mình, họ hoàn toàn có thể phục thù cho thất bại 1, 2 trước Peru ở vòng bảng. Nên nhớ, trong tài huấn luyện viên Rueza có mũi nhọn nguy hiểm Juvan Zapata, ở hai cánh, không có thể trông đợi ở Luis Díaz và Juan Cuadrado. Hàng thủ bốn người của Colombia gồm Daniel Muno, Ierimina, Javinson Sanchez và William Tessi lao cùng thủ môn giàu kinh nghiệm David Opina hứa hẹn sẽ là thách thức với một Peru tấn công không thực sự sắc bén.